Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh review đồ của mình nha. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho mọi người về một cuộn băng dính nhé. Cuộn băng dính này thì có hình màu xanh các bạn. Băng dính xanh một mặt các bạn. Cuộn băng dính này thì nó cũng khá là to và dày. Nó không phải là kênh dính trắng mà là kênh băng dính màu xanh mọi người nhé. Như mình thấy thì cái độ bám chắc của bọn cuộn băng dính này cũng không được tốt lắm. Nhưng mà ra thì keo của nó không được tốt lắm. Cái này có tải được cái Dragon. Tại tốt, tại được dùng. Bây giờ phải có cái chân đấy sao? Cái mắt quay phải đi không? Cho mấy xem này video này. Qua đi lên kia rồi. Sky. Review. Đấy chứ là em lên. Chứ làm xong cái video kháng đi rồi ngày mai để đấy nhá. Ngày mai để gửi. Gửi cho anh đón xem các bạn. Và như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một cuộn băng dính. Cuộn băng dính này của hãng Simbili. Cuộn dày băng dính dán gáy và dày. Băng dính dán gáy dày chất lượng loại 1. Đúng không các bạn? Nikki Tapper mọi người. Để mình xem các bạn nha. Đúng không các bạn này? Vâng các bạn ạ, đây là băng dính dán gáy dày. Băng dính đóng gáy sổ sách. Tên gọi là băng dính Simili. Băng dính đóng gáy sổ sách, băng keo Simili, băng keo đóng gáy sổ sách. Cấu tạo của nó là gồm vùng lớp màng polyvinyl và chất đồng trùng hợp phủ lớp keo cao su đặc biệt. Vào một mặt lớp keo này không bám dính trên bề mặt còn lại. Bề mặt còn lại không tráng keo mọi người nhá. Cái này chỉ là keo một mặt thôi. Được tạo các đường gân ngang, mục đích để dễ kéo xé đường gân khi đóng gáy sổ sách. Tính năng của nó thì độ đàn hồi thấp, độ dính tốt và khả năng chịu những lực tác động rất lớn, đặc biệt Simili nhãn hiệu Dolphin khác biệt với Simili khác trên thị trường là lớp màng đặc biệt cứng dai, ít co giãn, keo dính. Các đặc điểm này là bí quyết sản xuất ra Simili Dolphin và các hãng khác không có được. Với tính năng này thì Dolphin hướng tới khách hàng là các doanh nghiệp đóng gáy sổ sách, các hiệu photocopy. Đặc biệt với các hiệu photocopy thì rất khó tính khi chọn sai loại Simili cho riêng mình. Như các bạn thấy thì trên tay mình đang cầm một cuộn băng dính màu xanh nhá. Đây nha các bạn. Đây là cuộn băng dính màu xanh mọi người này. Nó có công dụng là để dán cái gáy sách các bạn. Dán
em gái sách để giữ trong sách để không bị rách. Một cuộn thế này cũng rất khá là to mọi người có thể dùng được rất là lâu và nhiều nhé. Loại này thì nó chỉ có phân loại màu xanh này thôi mọi người nha, nó không còn màu khác nữa đâu ạ. Đây, nên là nó không có nhiều màu để chọn, nó chỉ có mỗi mình phân loại màu xanh thôi. Nhé mọi người. Như mọi người thấy thì trên tay mình đang cầm một cuộn băng dính màu xanh này, dùng để dán cái sách, cố định sách để sách không bị rách. Mọi người thấy kênh của mình hay và ý nghĩa thì nhớ like để subscribe kênh của mình nha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả mọi người ở video tiếp theo. Cảm ơn mọi người đã quan tâm và theo dõi mình. Xin chào tất cả mọi người.